Nếu họp sáng ai cũng tỉnh táo thì đâu cần đến cú né nhưng đắng lòng thầy. Tình hình doanh thu như thế này thì làm sao đây? Nhại ngay hay viên cú né, thổi bùng cơn lốc hè mát, giữ chân khách hàng tinh thiết chưa đủ, chúng ta cần đánh thêm phân khúc mới. Cú né, hè mát bất ngờ, bực tung tâm trí.